Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay đầu tiên mặt các chị, đây là nhóm học dành cho các bạn 2K9 ôn luyện môn văn lớp 8. Và không biết thì là hiện tại đã có bạn nào vào đây xem phần phát trực tiếp của chị hay chưa. Nếu mà đã có bạn nào vào đây xem phần phát trực tiếp của chị rồi thì hãy nhanh chóng gửi lời chào đến chị các em nhé. Rồi, cũng khá là lâu rồi chị mới có thể là gặp lại các bạn ở trong cái chương trình ngữ văn lớp 8. Bởi vì sao ạ? Chị vẫn thường là hướng dẫn các anh chị lớp 9 để ôn thi vào lớp 10 cơ. Nhưng mà may mắn làm sao đúng không? Khóa học 2K9 này lại có một cái môn văn, lại có một cái lớp đúng không? Miễn phí dành cho môn ngữ văn lớp 8. Thế cho nên là chị rất là hy vọng các bạn có mặt ở trong cái nhóm học này, các em sẽ thật sự chăm chỉ, thật sự cố gắng cùng chị. Bởi vì sao ạ? Các bạn cũng vừa thi xong khối lớp 7 đúng không? Các bạn vừa hoàn thành xong chương trình năm lớp 7. Thế thì không biết là các bạn đã có sách giáo khoa lớp 8 chưa? Các em đã chuẩn bị gì, các em đã tìm hiểu gì trước về cái môn văn lớp 8 chưa nhở? Rồi, ok, xin chào các bạn. À, không có tên ạ. Ok, chào em. Xin chào Thư Nguyễn, xin chào Ngọc Anh, xin chào các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, những cái phút đầu giờ thì các bạn có thể vào đây trò chuyện với chị, được không nào? Rồi gửi lời chào đến chị nhá. Đừng quên lại tăng bạn bè của mình vào đây để cùng học nhá. Rồi ok. Đó, ngày hôm nay thì các bạn vào đây khá là nhanh đúng không? Hiện tại thì chị đã thấy 15 bạn rồi này. Các bạn vào đây khá là nhanh đúng không? Buổi ngày hôm nay gọi là mang cái tính chất là chào hỏi thôi. Và chị sẽ phổ biến một số cái nội quy của chúng mình khi mà tham gia nhóm học này. Bởi vì đây là một cái nhóm học miễn phí hoàn toàn cho các bạn. Và chị sẽ dạy các bạn những cái tác phẩm nhá. Trong cái nhóm học này thì chị sẽ dạy các bạn những cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn 8 kỳ 1. Ok, xin chào An Mai, xin chào em. Thế cho nên là vì đây là một cái lớp học miễn phí, đấy, cho nên các bạn cần phải nghiêm túc qua chị. Đừng để chị là phải đốc thúc các bạn học nhá. Và sau mỗi cái buổi học ấy thì chị sẽ giao cho các bạn bài tập. Và các bạn sẽ nộp lại bài tập qua chị. Nếu các bạn muốn chị chấm, muốn chị chữa thì các bạn nhất định phải làm bài tập và sau đó thì nộp lại. Được không? Rồi, ok. Ok, xin chào Minh Thư. Thế thì bây giờ thì chị sẽ gọi là khai giảng, được không? Khai giảng cái nhóm học này cùng các bạn. Đấy, rất là vui khi mà chị được đồng hành cùng với các bạn 2K9 trong cái nhóm học này. Và chị xin tự giới thiệu, được không? Không biết là các bạn đã vào đông đủ chưa nhỉ? Để chị em mình sẽ cùng nhau bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay nhá. Hiện tại thì cũng đã là 9:05 rồi đấy, được không? Chị xin tự giới thiệu, chị là chị Lan Anh, được không? À, chị Lan Anh nhớ, chị tên là Lan Anh, được không ạ? Và chị sẽ là người phụ trách hướng dẫn các bạn, được không ạ? Nhá, chị sẽ là người phụ trách chính trong cái lớp học này của chúng ta, cả về mặt kiến thức này, được không? Lẫn tất cả những cái việc mà các bạn có khó khăn, các bạn có thắc mắc gì liên quan đến cái môn văn thì các em hoàn toàn có thể hỏi chị nhá. À, nhắc thêm một chút xíu nữa là hiện tại thì chị đang học tại khoa sư phạm ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, được không ạ? Đấy là một chút thông tin về chị. Và ngoài ra trong lớp học của chúng ta sẽ có thêm ai ạ? Chị có thêm chị trợ giảng, chị trợ lý ạ, nhá. Chị trợ lý, nếu mà các bạn không liên lạc được với chị ấy, đấy, nếu các bạn không liên lạc được với chị thì các bạn sẽ có thể nhắn tin. Các bạn sẽ có thể nhắn tin vào nick Face là gì ạ? Chị Hoàng Thúy Nga, được không ạ? Nhá. Hoặc là chị Hiên, chị Minh Hiên ấy sẽ là người hỗ trợ các bạn thêm. Đây, nick chị Hiên sẽ là Ngờ Minh Hiên, được không ạ? Trong cái quá trình mà chúng mình học tập ấy, chúng mình không thể liên lạc được với chị chẳng hạn, sẽ có những cái hôm mà chị bận chẳng hạn. Đấy, mà các bạn không thể nào mà liên lạc được với chị để hỏi về cái vấn đề học tập, hỏi về cái việc là cái bài này em phải giải quyết như thế nào, câu kia em phải giải quyết ra sao, thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn về cho hai chị là chị Hoàng Thúy Nga và chị Ngờ Minh Hiên, được không nào? Đấy chính là đấy chính là phần về chị hướng dẫn và chị trợ giảng, chị trợ lý của lớp chúng ta. Tiếp để này, vậy thì cái nội quy khi mà các bạn vào lớp như thế nào ạ? Cái nội quy nhá, các bạn phải nhớ điều này cho chị này. Chị sẽ dạy các bạn vào gì ạ? Chị sẽ dạy các bạn vào lịch cố định. Các bạn sẽ nhớ cái lịch cố định để chúng ta vào học này. Một tuần chúng ta sẽ học 2 buổi. Một tuần
học 2 buổi. Một tuần chúng ta sẽ học 2 buổi được không nào? Là vào thứ mấy ạ? À, thứ 3 và thứ 5. Nhá, thứ 3 và thứ 5, đây chính là cái lịch cố định của chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt đầu học từ ngày mùng 5 tháng 6 nhá, bắt đầu học này. Vào ngày 5 tháng 6. Đây, chị sẽ đóng khung vào cho các bạn để các bạn có thể nhìn rõ hơn, được không nào? Các bạn sẽ có thể nhìn rõ hơn và chú ý chị cái lịch học để chúng ta vào học đông đủ vào đúng giờ các em nhá. Được không nào? Đây. Chúng ta sẽ học một tuần 2 buổi vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Và chị sẽ có một cái lộ trình nhá. Chị sẽ lên một cái lộ trình cho các bạn rõ ràng như sau. Vậy thì đây, chị sẽ nói cho các bạn luôn cái lộ trình học của chúng mình để các bạn không phải bỡ ngỡ nhá. Các bạn không phải hỏi là chị ơi hôm nay thì chúng mình sẽ học gì ạ? Chị ơi ngày mai chúng ta sẽ học gì ạ? Đây, bắt đầu này. Ngày đầu tiên chúng ta học buổi 1. Lộ trình nhá. Lộ trình. Nào, các bạn ơi, buổi 1 thì chắc chắn rồi chị sẽ dạy các bạn là gì ạ? Tôi đi học. Các bạn biết chưa ạ? Các bạn biết đến cái văn bản này chưa? Tôi đi học của Thanh Tịnh. Tôi đi học của Thanh Tịnh. Được không ạ? Buổi 2. Buổi 2. Buổi 2 này. Buổi 3. Buổi 4. Buổi 5. Buổi 6. Buổi 7. Buổi 8. Buổi 9. Buổi 10. Nào, các bạn ơi, chúng ta học rất là dài đấy, cho nên các bạn chú ý cho chị cái lộ trình ngày hôm nay chị đã nêu nhá. Buổi 1 là văn bản tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Được không ạ? Tiếp đến sẽ là cái đoạn trích trong lòng mẹ. Trong lòng mẹ. Của nhà văn ạ, Nguyên Hồng. Nhá, trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng. Tiếp đến nào. À, buổi 3 và buổi 4 chúng ta sẽ cùng học cái tác phẩm là gì ạ? Cái đoạn trích tức nước vỡ bờ. Không biết là các bạn đã có sách giáo khoa chưa? Ở đây nếu bạn nào đã có sách giáo khoa rồi thì các bạn có thể là dở cái phần mục lục ấy nhá. Các bạn mở cái phần mục lục ra và cùng chị theo dõi những cái tác phẩm mà các bạn sẽ phải học trong chương trình ngữ văn 8 kỳ 1 nhá. Tức nước vỡ bờ. Của ai ạ? Của ai ạ các bạn? Các bạn biết không? Các bạn tương nước vỡ bờ các bạn có biết là của ai không ạ? Nào, chị đố các bạn biết là cái tương nước vỡ bờ này là cái đoạn trích ở trong cái gì ạ? Ở trong tác phẩm, trong cái tiểu thuyết đó là Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Nhá, của nhà văn Ngô Tất Tố. Được chưa nào? Buổi 5, buổi 6 là đây là những cái phần mà trọng tâm đấy, cho nên chị sẽ dạy các bạn trong 2 buổi. Các bạn nhớ chưa? Những cái đoạn trích nào là đoạn trích trọng tâm thì chị sẽ dạy các bạn ở trong 2 buổi. Đấy, thế thì các bạn nhìn vào cái lộ trình này. Các bạn nhìn vào cái lộ trình này để các bạn biết được ngay là các bạn cần phải nắm vững cái kiến thức ở cái phần nào. Được không? Rồi, sau bài tức nước vỡ bờ thì các bạn sẽ học cho chị phần Lão Hạc ạ. Lão Hạc của Nam Cao. Lão Hạc của Nam Cao. Rồi, tiếp tục này, buổi 7. Buổi 7 sẽ là một cái buổi, sẽ là một cái buổi mà chị sẽ chữa đề cùng các bạn nhá. Buổi 7 chữa đề. Được không? Buổi 7 sẽ là buổi chữa đề. Mà đề bài cụ thể của chị ở đây sẽ chính là cái hình tượng. Hình tượng người nông dân Việt Nam. Người nông dân Việt Nam trước cách mạng. Được không ạ? Đấy. Tại sao chị lại chữa cái đề này ạ? À? Bởi vì chính cái hình tượng người nông dân Việt Nam này nó sẽ là chủ đề của hai cái văn bản mà các bạn sẽ được học, đó chính là Tức Nước Vỡ Bờ và Lão Hạc của Nam Cao. Kèm nhớ. Đấy, các bạn phải nhìn thấy cái sự logic của chị khi mà chị đã hướng dẫn các bạn, đã lên một cái lộ trình cho các bạn để các bạn học trong cái học kỳ 1 này. Được không? Đến đề thứ 8, đến buổi thứ 8 thì chúng ta sẽ học văn bản Cô Bé Bán Diêm. Văn bản Cô Bé Bán Diêm. Được không nào?
Rồi, buổi 9 chúng ta sẽ học chiếc lá cuối cùng. Chiếc lá cuối cùng. Đó, và buổi 10 các bạn sẽ học gì ạ? Ông đồ nhá. Buổi 10 và buổi 11, hai buổi này chúng ta sẽ học văn bản ông đồ. Được không? Và sau cái buổi 10, 11 này này, chúng ta sẽ có là buổi 12, 13, 14, 15 là các bạn sẽ đi thực chiến đề cùng với chị. Có nghĩa là sao? Các bạn, đấy là những cái lần mà, những cái thời điểm mà các bạn sẽ phải làm sao ạ? Ôn cuối kỳ rồi, đúng không? Các bạn sẽ phải ôn cuối kỳ hay là ôn giữa kỳ chẳng hạn. Thì thời điểm đấy, chị sẽ lên cho các bạn những cái đề bài, được không? Để các bạn có thể làm trong cái thời gian đúng 90 phút hoặc là 120 phút. Thường thường là sẽ là 90 phút, đúng không? Các bạn thi ở trên trường ấy thì thường thường sẽ là 90 phút. Thế thì chị sẽ căn cái thời gian đó và chị ra một cái đề cụ thể cho các bạn để các bạn ôn luyện. Và sau khi mà các bạn đã có cái thời gian làm bài xong ấy, các bạn sẽ nộp lại bài cho chị và chị sẽ chấm và chị sẽ chữa cho các bạn. Được không? Chị đã chấm trực tiếp cho các bạn đấy, chị đã nhận xét cho các bạn đấy. Thế nên là những bạn nào ngày hôm nay mà không nghe chị, những bạn nào mà sau này các bạn không làm bài ấy, thì các bạn chắc chắn rồi sẽ không có cơ hội được chị nhận xét đâu. Sẽ không có cơ hội mà chị sẽ có thể là sửa chi tiết, sửa từng tí một cho các bạn đâu. Đồng ý với chị không? Đấy chính là lộ trình của chúng ta nhá. Sau cái phần lộ trình này này, thì các bạn sẽ có cho chị, các bạn hãy nhớ rằng cho chị những cái nội quy của lớp chúng mình. Nào, một, điều đầu tiên mà các bạn phải làm cho chị đó chính là vào học đúng giờ. Vào học đúng giờ nhá. Chúng ta sẽ vào học đúng giờ. Và thường thường thì chúng ta sẽ học vào lúc 21 giờ nhá. Các bạn sẽ vào học lúc 21 giờ đó chị. À đây đúng rồi. Học vào lúc mấy giờ à? Đây chị đã nói rồi đây. Chúng mình sẽ học vào lúc 21 giờ các em nhá. Được không? Nhớ rõ cái lịch này đó chị. Đây. Đây, 21 giờ. Ok chưa nào? Ok chưa? Đó. Tiếp này. Tiếp này. Khi mà vào đầu giờ ấy, vì chúng mình là một lớp rồi mà, chúng mình là một lớp rồi mà, cho nên chị cũng rất là hy vọng các bạn sẽ có thể là điểm danh đầu giờ ấy chị. Hai, điểm danh đầu giờ. Chúng ta phải nghiêm túc chứ, đúng không? Học là chúng mình phải nghiêm túc điểm danh đầu giờ. Và chắc chắn rồi, chỉ có những bạn điểm danh đầu giờ ngày hôm đó thì chị sẽ gửi tài liệu. Chị sẽ nhìn thấy được những cái comment của các bạn ấy. À, học qua cái hình thức phát trực tiếp như thế này luôn em nhá. Được không? Đây, chị sẽ quay lại cái phần điểm danh đầu giờ để chị nói rõ cho các bạn này. Khi mà chúng mình vào học thì các bạn sẽ điểm danh đầu giờ giúp chị, có nghĩa là sao? Các bạn sẽ ví dụ là An Mai chẳng hạn. Thế thì các bạn sẽ nói là sao ạ? An Mai đã có mặt ạ. Được không? Hay là Thanh Hoa đã có mặt ạ. Đó. Thế là khi mà chúng ta điểm danh, khi mà chị đã đọc được cái comment ý của các bạn ý, thì sau khi mà kết thúc phần phát trực tiếp, chị sẽ gửi tài liệu học về nhà cho các bạn. Được không ạ? Để các bạn ôn luyện tại nhà của mình luôn nhá. Những bạn nào hôm ấy mà không có mặt cũng như là không học thì chắc chắn rồi các bạn sẽ không nhận được tài liệu bản Word đâu mà chị đã soạn cho các bạn đâu. Có nghĩa là các bạn chỉ lắng nghe thôi, chứ các bạn không có tài liệu, cũng không có cái phần liên hệ mở rộng để chúng ta có thể là học và phân tích nhá, tài liệu phân tích chi tiết đấy. Đây chính là một cái bộ tài liệu chi tiết mà chị muốn gửi gắm các bạn nếu mà các bạn chăm học. Được không? Đấy là phần điểm danh đầu giờ. Cái phần thứ ba, cái phần thứ ba đó chính là sao ạ? Các bạn sẽ phải làm bài tập đầy đủ cho chị nhá. Làm bài tập đầy đủ. À, như chị đã nói rồi đấy, văn ôn thì võ phải luyện. Sau khi mà chúng ta học xong mà chúng ta không ôn luyện lại ấy, thì chắc chắn rồi cái kiến thức ấy của các bạn không thể nào mà đọng lại ở trong đầu lâu được. Được không? Nhá. Thế cho nên là chúng mình mới phải làm bài tập về nhà đấy. Thế cho nên là thầy cô giáo mới gửi những cái bài tập về nhà cho các bạn. Mà các bạn vẫn thường nói là quá nhiều bài tập, đúng không? Sao thầy cô cho nhiều thế? Đấy. Tuy nhiên là cái việc làm bài tập ấy sẽ khiến các bạn khắc sâu hơn cái kiến thức của mình. Các bạn không bị trôi đi.
Các bạn nghe nhá, các bạn ngồi thế này các bạn nghe chị nói, chắc chắn rồi. Các bạn không ghi chép, các bạn sẽ tai lọ sọ tai kia ngay. Các bạn sẽ không còn đọc lại một cái gì sau khi mà chị đã kết thúc phần phát trực tiếp. Ừ đúng rồi, 21 giờ chúng mình sẽ học em nhá. Thế cho nên là các bạn sẽ làm bài tập đầy đủ á chị, và chỉ khi nhá, chỉ khi các bạn làm bài tập đầy đủ thì chị mới chữa được. Chị chữa và nhận xét. Sau này ấy, sau này trong quá trình mà lớp chúng mình học ấy, thì sẽ có những cái buổi nhận xét bài chị sẽ cho các bạn vào trong một cái phòng Zoom hoặc là học ở trên Google Meet để chị có thể trình chiếu những cái bài làm của các bạn lên và chị sẽ chỉ ra những cái lỗi cho các bạn này. Chị sẽ sửa lại, chị sẽ chỉ cho các bạn cái cách khắc phục cái lỗi ấy như thế nào. Các bạn nghe rõ chưa nhỉ? Các bạn có đồng ý về cách học như thế không? Có nghĩa là sau một cái quá trình mà chúng mình đã học về tác phẩm rồi ấy, thì chị sẽ có những cái đề bài để cho các bạn làm này. Và sau khi mà các bạn đã làm xong thì chị sẽ cùng các bạn đi vào một cái phòng Google Meet chẳng hạn, hay là phòng Zoom, để chúng ta cùng nhau chữa bài. Bạn này thì sẽ rút kinh nghiệm cho bạn kia, rồi nhìn từ bài bạn này thì bạn kia có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Đồng ý với chị không? À rồi, chị thấy có những cái bạn đã đồng ý rồi này. À nhá, sau cái buổi hôm nay, sau cái buổi khai giảng ngày hôm nay thì chị sẽ cần phải tìm ra một bạn lớp trưởng cho lớp mình để phụ trách, để giúp chị lập một cái nhóm mét nhá. À, làm bằng cách thức nào à? Rồi ok, có lẽ là những cái bạn học sinh lớp 9 của chị, các bạn đã quá quen với cái hình thức ấy rồi, cho nên là khi mà chị xuống với các bạn khối 8 này này thì các bạn vẫn hơi bỡ ngỡ một xíu. Đây, thế thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức để làm bài tập nhá. Chị sẽ đăng đề sau khi mà chúng ta học xong cái phần phát trực tiếp của chị. Thì chúng ta sẽ có một cái phần là bài tập về nhà. Thì các bạn sẽ cứ làm ra giấy ơi chị. Các bạn làm ra một cái quyển vở riêng ấy. Sau đó thì các bạn đánh số trang lại này. Các bạn ghi tên các bạn vào này. Sau đó thì các bạn chụp cho chị và gửi lên một cái phần comment nào đó. Chị sẽ đăng một cái post nhá, là nộp bài tập về tác phẩm. Ví dụ là nộp bài tập về tôi đi học. Thì các bạn sẽ comment xuống đấy là ví dụ là Ngọc Anh nộp bài ạ, Ngọc Linh nộp bài ạ. Thì sau đó các bạn sẽ tự trả lời những cái comment ấy bằng ảnh của các bạn. Đồng ý với chị không? Các em đã hiểu chưa? Xíu nữa thì chị sẽ hướng dẫn nhá. Xíu nữa thì chị sẽ làm mẫu cho các bạn luôn, để các bạn gọi là không phải bỡ ngỡ, không phải là băn khoăn gì về vấn đề đó. Đặc biệt là khi mà các bạn làm bài tập ý, nhớ chị một điều rằng là các bạn phải chụp ảnh này. Chụp ảnh, chụp ảnh bài làm. Chụp ảnh bài làm thì làm sao ạ? Phải đánh số trang. Đánh số trang này. Nhá. Rồi sao nữa ạ? À, nộp đúng chiều. Đây là một cái điều kiện để chị chấm được bài cho các bạn. Các bạn mà không nộp đúng chiều, các bạn cứ nộp ngang, nộp dọc ấy, thì làm sao mà chị đọc được? À tất nhiên rồi, chị phải dạy các bạn cách viết chứ. Yên tâm nhá, khi mà vào khóa học này thì chị sẽ phải dạy các bạn cách viết mà. Yên tâm nhá. Gửi riêng cho chị thì thực ra chị phải thú thật với các bạn là cái số lượng tin nhắn về cái nick Facebook của chị nó quá là nhiều và chị không thể nào mà chị kiểm soát được ấy. Nếu mà các bạn có nộp riêng cho chị thì sau vài phút thôi là cái tin nhắn của các bạn bị trôi đi, chị không biết đằng nào một lần nữa rồi nhá. Thế cho nên là chị sẽ đăng một cái post nộp bài và sau đó thì các bạn sẽ nộp vào trong đấy nhá. Đừng gửi riêng, gửi riêng cho chị là chị không nhìn thấy tin nhắn của các bạn được đâu nhá. Bởi vì chị còn có rất là nhiều các anh chị học sinh hợp lớp 9 ấy, các anh chị ấy đang chuẩn bị phải thi cấp 3 rồi, cho nên là chị cần phải hỗ trợ các anh chị đấy nhá, các em nhá, thông cảm cho chị được không? Đó rồi, vậy thì nhớ chị này, khi mà chúng mình chụp ảnh bài làm ấy, chúng mình phải đánh số trang, nộp đúng chiều và ghi rõ họ tên cho chị nhá. Trình bày thì phải sạch đẹp, chúng ta cần phải trình bày sạch đẹp. Đừng để lên lớp 9 chúng ta mới bắt đầu học cái cách trình bày, lúc ý muộn rồi các em ạ. Nhớ, lúc ý muộn rồi đấy, chúng ta không có thời gian mà chúng ta luyện cái cách trình bày đâu. Cho nên ở trong cái khóa học này nhất định chị sẽ phải dạy các bạn cái cách trình bày, làm sao cho nó khoa học nhất và làm sao cho gọi là người ta muốn đọc bài các bạn nhất. Được không? Cứ trình bày là các bạn rất là hay mắc cái tội là vào bài nó cứ gạch gạch xóa xóa rồi sao ạ? Viết dòng chẳng thẳng, gọi là cứ đây viết đến cái dòng này, viết đến cái ô này, xong rồi tí xíu nữa lại viết lùi vào đây, xíu nữa lại viết ra tận đây. Đó,
các bạn gọi là trình bày một cách không khoa học, được không? Thế nhá. Đấy, nhớ chị điều đó. Đấy là về việc làm bài tập đầy đủ. Cái thứ tư mà chị phải nhắc này, bởi vì chị đã gặp một cái trường hợp như vậy rồi. Có nghĩa là sao? Khi mà các bạn vào lớp học, các bạn lại gọi là không có sự đoàn kết ấy. Nhá. Các bạn vào lớp học, các bạn lại không có sự đoàn kết. Thế cho nên là sau khi mà chúng ta đã lập cái nhóm mess, đúng không? Thì các bạn phải hỗ trợ nhau học tập. Hỗ trợ nhau học tập. Trên một cái tinh thần đó chính là xây dựng nhóm này, được không? Cùng nhau tiến bộ lên này. Đừng để những cái đứa nào vào đây học cùng chị mà lại càng ngày càng xuống đi nhá. Chị không chấp nhận điều đó đâu. Sau những cái bài giảng thì chị nghĩ là chị giảng khá là kỹ cho các bạn đấy. Cho nên các bạn cần phải học và các bạn cần phải nắm được nhá. Thế cho nên chúng ta cần phải hỗ trợ nhau học tập. Rồi, đây chính là cái nội quy của lớp mình. Nhớ là vào học đúng giờ và đầy đủ nhá. Được không? Tuy là cái lớp học miễn phí thôi nhưng mà các bạn cũng cần phải có cái nề nếp. Được không? Các bạn cũng cần phải có một cái quy củ nào đó, chứ không phải là à hôm nay em muốn học thì em học, mai em không muốn học thì thôi. Được không? Đấy, chị sẽ làm tài liệu riêng cho các bạn. Chị sẽ tặng cho các bạn những cái bạn nào mà chăm chỉ vào học này, ngày nào chị cũng thấy có bạn này. Trong những cái lần mà chị dạy thì bạn ấy hăng hái phát biểu này, nhất định rồi chị sẽ có những cái phần tài liệu riêng gửi cho các bạn ấy. Thế cho nên là các em cũng cùng nhau, đúng không? Giúp đỡ nhau học tập nhá. Cùng nhau gọi là sao ạ? Năng nổ trong cái quá trình học tập này, tích cực xây dựng bài cho chị này. Được không? Đồng ý với chị không nào? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chị cần tìm một người làm lớp trưởng, được không ạ? Chị cần một bạn làm lớp trưởng cho chị. Bạn lớp trưởng này sẽ phụ trách nhập lập cho chị cái nhóm chat. Rồi sau khi mà có những cái lịch học ấy thì sẽ thông báo với các bạn lớp mình cho chị. Và khi mà thấy chị phát trực tiếp ấy thì các bạn sẽ cùng sẽ giúp chị. Cái bạn lớp trưởng ấy sẽ giúp chị là gửi cái link phần phát trực tiếp của chị vào trong nhóm của lớp mình. Vậy thì không biết là những bạn ở đây đang xem chị phát trực tiếp đây này, những bạn nào muốn, có bạn nào muốn làm lớp trưởng không ạ? Chúng ta sẽ học từ khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng em nhé. Được không? Chúng ta sẽ học từ khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng. Nào! Em ơi, không biết là có bạn nào muốn làm lớp trưởng của chị không ạ? Có bạn nào muốn làm lớp trưởng của lớp mình không? Chị rất cần một cái tinh thần hăng hái. Đấy, một bạn có trách nhiệm để giúp chị, cùng chị, gọi là cùng chị đi, hai chị em mình cùng nhau. À, hai chị em mình sẽ cùng nhau để phụ trách cái lớp mình nhá. À, chị thấy rồi này, chị bắt đầu thấy các bạn muốn làm lớp trưởng rồi này. Thế thì chị sẽ cho một bạn lớp trưởng và một bạn lớp phó nhá. Được không? Hai bạn này thì sẽ cùng chủ động, gọi là cùng giúp chị, đấy, cùng giúp chị là phụ trách cái nhóm lớp của mình này. Có gì thì sẽ trao đổi riêng với chị này, được không? Hai bạn này thì sẽ trao đổi riêng với chị. Ôi, nhiều quá trời luôn đấy. Nhiều quá trời luôn này. Rất là vui, chị vui lắm ấy, vì các bạn đã hăng hái. Rồi, bạn lớp trưởng thì chị sẽ xin phép nhá, chị sẽ xin phép lớp mình là sao ạ? Chị thấy một bạn là giơ tay đầu tiên. Một bạn giơ tay đầu tiên để muốn làm lớp trưởng của chị này. À, bạn Hoàng Phương Nhi được không ạ? Bạn Hoàng Phương Nhi nhá. À, bạn này sẽ giúp chị. Phương Nhi ơi, em sẽ giúp chị là lập cho chị một cái nhóm chat để cho lớp mình nhá, để cho lớp mình vào, được không ạ? Rồi, chị biết rằng là các bạn rất là mong muốn đồng hành cùng chị, cũng rất là mong muốn có thể giúp đỡ bạn bè của mình. Tuy nhiên là lớp trưởng hay lớp phó hay là các bạn bình thường thì chúng ta đều như vậy thôi. Chúng ta đều như nhau thôi mà. Chẳng qua là lớp trưởng và lớp phó thì các bạn sẽ phải gánh nặng nhiều trọng trách hơn một xíu. Đó là phải nhắc nhở các bạn học này. Rồi sau, rồi có những cái chuyện gì chị cần gấp là chị lại phải gọi các bạn này. Thế cho nên là các bạn không cần phải băn khoăn, không cần phải quá lo lắng nhiều về cái việc là chị chọn lớp trưởng, lớp phó nhá. Ai chị cũng coi là như nhau thôi, ai cũng là học sinh của chị và chị đều yêu quý các bạn như vậy. Các bạn có đồng ý với chị không ạ? Thế nên là ngày hôm nay những bạn nào mà không được chị chọn làm lớp trưởng này, không được chị chọn làm lớp phó thì các em cũng đừng có buồn nhá.
Được không? Đừng có buồn nhá, bởi vì vị trí thì cũng chỉ có một mà thôi. Mà ở đây thì có rất là nhiều bạn học sinh cũng yêu quý chị và muốn giúp đỡ chị. Thế cho nên là các bạn hãy hết sức thông cảm cho chị về cái quyết định và về cái lựa chọn của chị các em nhá. Rồi ok, vậy thì còn một bạn lớp phó này. Còn bạn lớp phó nhá, chị sẽ xem nào. Rồi để chị xem một bạn lớp phó cho lớp mình nhá. À, chị thấy bạn Ngọc Linh. Rồi, ok, bạn Ngọc Linh nhá. Ôi, nhiều bạn quá. Trời ơi. Rồi, chị sẽ chọn bạn Ngọc Linh được không ạ? Các bạn có đồng ý không? Các bạn có đồng ý với chị không nào? Nhiều bạn quá, chị cũng rất là áy náy khi mà không thể nào mà chọn được hết các em ấy. Các em cũng thông cảm với chị, được chưa? Rồi, vậy thì thế này nhá. Vị trí lớp trưởng của lớp mình sẽ do bạn Hoàng Phương Nhi phụ trách, được không ạ? Sau phần phát trực tiếp này thì Phương Nhi liên lạc với chị nhé. Em nhắn tin cho chị qua Facebook của chị, được không ạ? Rồi, đến bạn lớp phó sẽ là bạn Ngọc Linh. chị cảm ơn Lê Yến Nhi, chị cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn nhé. Bạn lớp phó sẽ là bạn Ngọc Linh. Hai bạn này sẽ phụ trách nhóm lớp cho chị, được không ạ? Có những cái chuyện gì gấp mà chị cần thông báo với lớp mình ấy, hay là có những cái tài liệu nào mà chị muốn gửi đến các bạn lớp mình, thì chị sẽ thông qua hai bạn này để các bạn sẽ trao đổi lại cho lớp chúng ta, được không ạ? Được không nào? Nhá. Rồi, hình như là chị nhớ là cái nhóm Messenger ấy của chúng mình là chỉ giới hạn 100 bạn thôi đúng không? Cái nhóm mét của chúng mình chỉ giới hạn 100 bạn thôi đúng không các em? Chị cũng không rõ cái vấn đề này cho nên chị muốn hỏi lại ấy. Không biết là nó có thật không nhở? Nếu mà cái nhóm mét của chúng mình mà gọi là giới hạn người quá thì chúng mình có thể chuyển sang Zalo. Các em không biết là ở đây thì các em có dùng Zalo hết không nhở? Chị nghĩ là chúng mình vẫn nên sử dụng cái nhóm mét. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó tiện. Và các bạn cũng đang sử dụng Facebook. À thế chị giới hạn nhá. Chị giới hạn đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã đến đây sớm mà. Các bạn đã ở đây với chị rất là sớm cho nên chị sẽ giới hạn nhá. Cái nhóm Messenger của chúng mình thì chị sẽ giới hạn khoảng bao nhiêu bạn ạ? 60 bạn được không? Hay là 80 bạn nhở? 60 bạn được không? Hay là 80 bạn đây? Kem cho chị một con số đi. Mấy đứa cho chị một con số đi để chị xem là cái nhóm lớp mình thì chỉ ở giới hạn trong bao nhiêu bạn nào? Các bạn ơi, không biết là bao nhiêu bạn đây nhở? Ngay lập tức thì là bạn Phương Nhi và Ngọc Linh liên hệ với chị nhá. Được không? Hai em liên hệ với chị nhá. Rồi. Các bạn ơi, các bạn có thể cho chị một con số không? Các em có thể cho chị một con số để chị xem là cái nhóm lớp của chúng ta sẽ giới hạn trong bao nhiêu bạn không? Để cho hai bạn lớp trưởng và lớp phó ấy, cũng đồng thời là nhóm trưởng và nhóm phó của lớp chúng ta sẽ có thể nắm được và chỉ duyệt ngân ý bạn vào thôi để đạt cái chất lượng, đúng không? Để lớp chúng ta có một cái chất lượng tốt nhất. Đấy, khi mà các bạn hỏi bài thì chị cũng sẽ dễ dàng hỗ trợ giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn. Được không? Vẫn chưa thấy ai comment một cái số đúng không? Thế thì để chị chốt nhá. Nếu không có bạn nào comment một cái số nào đó gợi ý cho chị thì chị sẽ chốt, được không? Để chị chốt cho các bạn nhá. Vậy thì chị sẽ chốt cái nhóm lớp của chúng ta gọi là, bởi vì đây là một cái lớp miễn phí mà cũng khá là nhiều bạn muốn học ấy, cho nên là chị sẽ cho 80 bạn có cơ hội nhá, 80 bạn đầu tiên được không ạ? Đấy, chị muốn cho các bạn cơ hội lắm. Bởi vì sao ạ? Kiến thức thì là vô tận mà. Và chị cũng muốn lan tỏa cái kiến thức của mình ấy. Chị không giữ đâu. Mà chị muốn là bạn nào cũng cần phải biết, được không ạ? Bạn nào cũng cần phải biết. Bởi vì chúng ta, mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Học văn không chỉ là để thi, mà học văn còn để làm gì? Mà còn để làm người. Học cách đối nhân xử thế, học cách đối đãi với tất cả mọi người xung quanh. Thế nên là chúng ta hãy cứ cho đi. Chị nghĩ rồi, chúng ta hãy cứ cho đi là còn mãi mà. Thế nên là nếu mà chúng ta không thể nào mà để cái nhóm chat 100 bạn giới hạn kiểu là full như thế đúng không? Thì chúng ta hãy cứ để 80 bạn nhá. Hãy cứ để 80 bạn. Còn những cái bạn vào sau thì chị sẽ có cái biện pháp, có cái phương pháp để hỗ trợ các bạn sau, được không? Còn bây giờ thì các bạn sẽ lập cho chị một cái nhóm chat và sẽ có 80 bạn đầu tiên được vào cái nhóm chat hỗ trợ ấy, được không ạ? Nhóm chat.
nhóm chat hỗ trợ. Rồi, ok nhá. Thế là chúng ta đã thống nhất được là chúng ta sẽ có nhóm ở trên Facebook, có nhóm ở trên Messenger, gồm 80 bạn học sinh đầu tiên trong cái group là 2K9 thực chiến ngữ văn 8 với chị. Các bạn còn nhớ tên chị không? Các bạn còn nhớ tên chị không nhở? Không biết là ở đây còn bạn nào nhớ tên chị ngay từ đầu chị đã giới thiệu ôm nào? Comment cho chị biết nhá. Comment cho chị biết nhá. Được không nào? Rồi, ok. Các bạn ơi, các bạn còn nhớ không nhở? À, học ngày mấy với ngày mấy vậy ạ? Em vào trễ 10 phút, chúng mình như chị đã nói đấy, chúng mình sẽ học vào 21 giờ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần em nhé. Và lớp học của chúng mình thì sẽ bắt đầu từ ngày bao nhiêu ạ? Như chị đã nói, sẽ bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022. Nhá, được không ạ? Các bạn nhớ chị điều đó. Để sau này khi mà có những cái buổi học thì các bạn nhất định phải vào học đúng giờ chị. Và những cái bạn nào mà vào học thôi mà không điểm danh ấy thì chắc chắn là sẽ không có tài liệu đâu. Bởi vì chị sẽ dựa vào những cái phần comment của các bạn để chị biết là à, ngày hôm nay có bạn này đã vào học này, ngày hôm nay đã có bạn kia vào học này, để chị sẽ gửi những cái phần tài liệu học tập cho các bạn để các bạn có thể ôn luyện tại nhà, các em nhá. Đồng ý với chị không? Được chưa nào? Đó. Nhá. Ừ, rồi. Ok, thế là xong nhá. Thế là xong cái phần nhóm lớp của chúng mình này. Vậy thì bây giờ sẽ là cái phần mà các bạn sẽ hỏi chị. Không biết là các bạn vào trong cái nhóm lớp này, các bạn vào trong cái khóa học này thì các bạn có mong muốn là sẽ đạt từ điểm mấy lên điểm mấy ạ? Nào, các bạn sẽ chia sẻ với chị một xíu nhá. Giờ sẽ là cái giờ mà chị em mình sẽ cùng nhau chia sẻ. Được không nào? Chị em mình sẽ cùng nhau chia sẻ một xíu là cái mục tiêu của các bạn khi mà các bạn tham gia cái khóa học này cùng chị. Các bạn sẽ mong muốn là cái điểm số của mình đạt từ điểm mấy lên điểm mấy. Các em có thể nói vào đây cho chị không? Các bạn sẽ có thể comment vào đây để chị biết nhá. Ôi, hiện tại thì chị không thể nào mà đọc được comment của các bạn ấy. Chị không biết tại sao luôn. Chị không biết tại sao mà chị không thể nào mà đọc được comment của các bạn. À, rồi. Từ 6 lên 8, 9 điểm à, từ 7 lên 9, từ 8 lên 9,5. Ôi các bạn ơi, các bạn đặt cái mục tiêu cho mình ấy khá là cao. Và chị tin chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi, các bạn nỗ lực, các bạn cố gắng thôi là nhất định các bạn sẽ làm được. Nhá. Đấy. Rất là nhiều bạn đặt mục tiêu 9 điểm này, 8 điểm này. Và yên tâm nhá, khi mà chúng ta học cùng chị ấy, chị luôn đặt ra một cái mục tiêu là các bạn học sinh trong cái khóa học này sẽ phải đạt từ 8 cộng trở lên. Được không ạ? Đạt điểm số là gì ạ? Từ 8 cộng, được không ạ? Trở lên. Nhá. Vậy thì để đạt được cái điểm số này thì các bạn cần phải cùng chị cố gắng. Một mình chị cố gắng thì chắc chắn là không đủ rồi. Bởi vì sao ạ? Chị cũng chỉ là người truyền đạt lại kiến thức cho các bạn thôi. Còn các bạn có lĩnh hội được hay không, các bạn có chăm chỉ, các bạn luyện tập hay không thì là do các bạn. Thế cho nên là hai chị em chúng mình, được không ạ? Chị em chúng mình cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực nhá. Có cái gì không hiểu hay là có những băn khoăn, có những cái thắc mắc gì thì các bạn đừng giấu, các bạn đừng ngần ngại hỏi chị, được không ạ? Hãy cứ nhắn tin cho chị để xem là à, chị ơi ngày hôm nay thì em có cái bài tập này em không thể giải quyết được thì chị có thể định hướng cho em được hay không? Đấy, học là như vậy, như thế nhá. Các bạn cứ hay hỏi vào, các bạn cứ phải hỏi thì các bạn mới ra được vấn đề. Được không ạ? Được không? Đấy, chị thấy là khá là nhiều bạn. Rất là nhiều bạn đạt mục tiêu từ 8 điểm trở lên này. Có những bạn thì đạt mục tiêu là 9,5 đấy. Đó, cao quá trời luôn. Chị sẽ chúc các bạn nhá, chị chúc các bạn là sẽ đạt được cái điểm số như thế khi mà chúng mình học cùng nhau. Đồng ý không nào? Đấy, chị rất là mong các bạn sẽ đạt cái điểm số như vậy khi mà các bạn học cùng chị. Rồi, ok, chị sẽ nói lại cho các bạn để các bạn vào sau các bạn hiểu hơn này. Cái hình thức học của chúng mình
cái hình thức học của chúng mình sẽ như hôm nay thôi. Chị sẽ phát trực tiếp trên Facebook, được không ạ? Và các bạn sẽ vào đây học cùng chị. Điểm danh như thế nào ạ? Các bạn sẽ comment họ tên các bạn vào cho chị. Ví dụ như Ngọc Linh thì là sẽ là Ngọc Linh điểm danh ạ. Hay là sao ạ? Hay là sao? Phương Nhi điểm danh ạ. Đấy là cái cách mà các bạn điểm danh. Và sau khi mà kết thúc cái phần phát trực tiếp của chị ấy, sau khi mà đã kết thúc buổi học, chị sẽ xem là ngày hôm nay có những bạn nào đã vào đây học với chị. Và chị sẽ gửi trực tiếp tài liệu cho các bạn ấy. Chứ chị không đăng công khai đâu nhá. Cái tài liệu này chị sẽ không đăng công khai. Các bạn nhớ kỹ cho chị điều đó. Nhất định rồi chị sẽ không đăng công khai. Bởi vì sao ạ? Các bạn đã bỏ thời gian ra các bạn vào học cùng chị, thì các bạn sẽ phải nhận được những cái tài liệu chất lượng nhất. Còn những cái bạn mà không học ấy, chỉ cứ đăng công khai tài liệu lên thì các bạn chỉ việc lên các bạn lấy thôi, đúng không? Các bạn cũng không vào học, các bạn cũng không nghe chị giảng. Đó, thì họ gọi là khá là bất công ấy. Không công bằng, gọi là không công bằng với những bạn đã vào học cùng chị. Thế cho nên là cái tài liệu này của chị sẽ không đăng công khai các em nhá. Chị sẽ chỉ gửi cho những bạn mà có mặt trong buổi học ngày hôm ấy thôi. Các em có đồng ý không? Thế cho nên là các bạn cần phải sắp xếp. Chị đã thông báo sẵn cái thời khóa biểu của chúng mình rồi đấy, là vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Các bạn cần phải sắp xếp cái công việc của mình này, đấy, để có thể vào đây học cùng chị vào 21 giờ, hai cái buổi tối hôm ấy, kèm nhá, được không? Đó, ôi chị lại không đọc được comment của các bạn rồi. Rồi, các bạn có thắc mắc gì không? Đúng rồi, học từ ngày 5 tháng 6 em nhá, học từ ngày 5 tháng 6. Ôi có cả bạn muốn lên 10 điểm đây này. Muốn lên 10 điểm môn văn đây này. Chị phải nói thật nhá. Từ ngày mà chị đi học ấy, từ cái hồi mà chị đi học ấy, chị chưa một lần nào chị được điểm 10 đâu. Có duy nhất một lần chị được điểm 10, đó là chỉ là chị đọc thuộc một cái bài thơ, rồi sau đó chị đứng tự nhiên chị phân tích được cái bài thơ ấy, thế là cô giáo cho 10. Còn chứ thực ra là trong cái quá trình mà chị học văn, chị không được 10 đâu. Chị không được cái điểm tối đa đâu. Đấy, bởi vì sao ạ? Môn văn thì là một cái môn gọi là nó không có một cái đáp án, có cái đáp án chính xác, nhưng mà tùy theo giọng văn của người chấm ấy, tùy theo từng thầy cô mà chúng ta sẽ có được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có được những cái điểm số khác nhau, chúng ta có thể bị chênh lệch nhau khoảng 0,5 điểm cho đến 1 điểm là điều rất là bình thường. Thế cho nên là văn rất ít khi nhá, chị nói là rất ít khi chứ không phải là không có, rất ít khi chúng ta được điểm tối đa. Trừ khi là trắc nghiệm, đúng không? Trừ khi là trắc nghiệm. Đấy, thế cho nên là muốn được điểm cao thì các bạn phải học, muốn được điểm cao thì các bạn phải luyện thật kỹ, thật nhiều, thì chúng ta mới có thể được điểm cao được. À, mỗi buổi dài bao lâu? Như chị đã nói với các bạn rồi đấy, khi mà chúng ta bắt đầu vừa học tác phẩm ý, mỗi buổi chúng ta sẽ kéo dài từ khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng. Nhá, nhanh thì sẽ là 1 tiếng rưỡi, thường thường là chị sẽ dạy trong khoảng 1 tiếng rưỡi cho các bạn. Các bạn có đồng ý không ạ? Các bạn có đồng ý với chị không? Đấy, mỗi buổi thì chúng ta sẽ học trong khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng, tùy theo từng bài, tùy theo từng bài, nhá. Được không ạ? Rồi, các bạn có đặt ra những cái câu hỏi gì cho chị nữa không? Các em có đặt ra những cái câu hỏi cho chị nữa không? Đấy, như là phần nội quy này thì chị đã nói rồi đấy. Các bạn phải nắm kỹ nhá. Các bạn phải nắm kỹ được không? Đặc biệt nhá, đặc biệt một cái điều lưu ý nữa mà chị muốn nói với các bạn là các bạn không được phép, các bạn không được phép nói tục chửi bậy trong cái quá trình mà học cùng chị, cũng như là trong cái quá trình mà giao tiếp với mọi người ở trong nhóm học này. Năm, chị phải nói cái điều này cho các bạn. Bởi vì sao? Chị thấy các bạn học sinh bây giờ các bạn khá là hay nói tục ấy. Tuyệt đối không nói tục chửi bậy nhá. Dùng những cái lời khiếm nhã, được không ạ? Đã là học sinh của chị Lan Anh thì đừng có cái chuyện là sao ạ? Các bạn nói tục chửi bậy, các bạn dùng những cái từ khiếm nhã ở trên mạng xã hội rồi giao tiếp với các bạn cùng trang lứa, được không ạ? Bởi vì chúng ta không phải là các bạn cùng trường, chúng ta cũng không phải là các bạn đã gần gũi với nhau, chơi thân với nhau từ bé, mà chúng ta đến từ mọi miền của Tổ quốc mà. Thế cho nên là chúng ta cần phải giao tiếp văn minh nhất, giao tiếp lịch sự nhất. Nhá. Chứ đừng nói tục chửi bậy, chị rất là phản cảm ấy. Chị không thích những bạn nào học sinh mà lại lên trên nhóm của lớp mình ấy mà lại nói luyên thuyên đâu.
Đồng ý với chị không? Các em có đồng ý với chị về cái phần này không? Các bạn có đồng ý không? Đồng ý thì bảo là em đồng ý nhá. Để chị xem là có bạn nào phản đối không nào. Có bạn nào phản đối cái vấn đề này không? Các em có ai phản đối không? Phản đối cái điều kiện đấy của chị không? Ừ. Đúng rồi, nói tục là chị sẽ kích luôn nhá. Thế à, thứ ba em bị trùng lịch học à? Đây, rồi ok. Mình học những cái nội dung theo sách giáo khoa à, thì đây. Chị sẽ quay lại cái phần lộ trình lúc nãy nhá. Đây. Các bạn nhìn vào đây cho chị này. Chúng ta chủ yếu sẽ học về những cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn 8 kỳ 1. Đó là sao ạ? Văn bản Tôi đi học, văn bản Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc. Rồi sau đó chị sẽ chữa đề về hình tượng người nông dân Việt Nam trước cách mạng, nó liên quan đến hai cái tác phẩm này này. Mà sau này các bạn thi rất là nhiều hai cái tác phẩm này. Hầu như nhá, chị nghĩ là hầu như trong một cái lần kiểm tra hoặc là trong cái bài kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ, các bạn sẽ phải vào hai cái tác phẩm này. Đây là hai cái tác phẩm trọng tâm đấy. Rồi sau đó sẽ có văn bản Cô bé bán diêm này, Chiếc lá cuối cùng này, rồi cuối cùng là Ông đồ. Được không ạ? Trong cái buổi này, trong những cái các buổi này, chị sẽ đan xen những cái buổi chữa bài nhá. Sau mỗi cái phần học là các bạn sẽ có bài tập về nhà. Và chị sẽ tạo cho chúng ta một cái lớp học chung qua Meet hoặc là qua Zoom để chị trình chiếu những cái bài làm của các bạn ấy. Chị sẽ rút kinh nghiệm và chị sẽ sửa lỗi cho các bạn để các bạn biết các bạn đang sai ở đâu và các bạn đang ở cái phần diễn đạt của các bạn đang thiếu sót ở chỗ nào. Phần diễn đạt của các bạn đã ổn chưa? Được không ạ? Bố cục của các bạn đi đã đúng chưa? Cái hướng đi, cái định hướng của các bạn đã ok chưa? Các bạn có đồng ý không? Đấy, chị đã nói ngay từ đầu rồi đấy. Những bạn vào sau thì chú ý nhá, chị đã nói lại lần thứ hai rồi. Được không? Các em vào sau thì các bạn sẽ chú ý hơn cho chị. À, mình không học tạo lập văn bản à. Có nghĩa là sao? Cái trong cái nhóm lớp này ấy, chúng ta sẽ chỉ đi tập trung vào những tác phẩm. Được không? Còn về phần tập làm văn này, phần tiếng Việt này, thì sau này các bạn sẽ được học nhá. Sau này thì các bạn sẽ học sau. Còn trước mắt, được không ạ? Chị nói là trước mắt trong hai cái tháng là tháng 6 và tháng 7 thì chúng ta sẽ đi học về những tác phẩm, được không ạ? Kiến thức nền liên quan đến những cái tác phẩm văn học. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, không biết là các bạn có nghe rõ chị nói và có nhìn rõ chị viết không? Các bạn có nghe rõ chị nói và nhìn rõ chị viết không? Đấy nhá. Ok, Yến Nguyễn vâng ạ, ok nhá. Các bạn hưởng ứng nhiệt tình mà chị vui lắm ấy. Khi mà thấy các bạn hưởng ứng nhiệt tình là chị rất là vui. Và rất là hy vọng là sẽ đến cái ngày mà chúng mình sẽ bắt đầu học những cái văn bản đầu tiên. Để xem là chị em mình sẽ cùng nhau đi như thế nào. Lớp 8 chủ yếu là văn nghị luận à, có nghĩa là như thế này nhá. Lớp 8 thì chúng ta sẽ học văn thuyết minh đúng không? Văn thuyết minh nhá. Thì cả thuyết minh cả nghị luận như mà hướng đến cái đích hướng đến của chúng mình là các bạn sẽ phải theo đuổi cái dạng văn là dạng văn phân tích hay còn gọi là nghị luận văn học. Để làm gì ạ? À? Để sau này nó sẽ là cái tiền đề cho các bạn khi lên lớp 9 các bạn không phải bỡ ngỡ khi mà bước vào phân tích một tác phẩm văn học. Chị sẽ hướng các bạn, chị sẽ dạy các bạn cách để các bạn phân tích một tác phẩm như thế nào. Được không? Nhớ. Nhớ chị này, trong khóa học này chị sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đi phân tích tác phẩm. Đấy, được không? Các em đồng ý không? Còn những cái phần mà về tập làm văn, về tiếng Việt thì các bạn học trên lớp. Thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn. Nhá. Thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn, được chưa nào? Các em có đồng ý với chị thế không? Rồi ok, chị đã nói rồi mà Yến Nhi, chị đã nói rồi mà, chúng ta cứ trao đi đi, được không ạ? Chúng ta cứ trao đi đi rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những thành quả, đó là cái kết quả học tập tốt của các bạn này sẽ khiến chị rất là vui. Các bạn cứ được điểm cao là chị sẽ vui rồi nhá. Trao đi là còn mãi, các bạn hãy nhớ chị điều đó. Bởi thế cho nên chị mới bảo là các bạn học văn không chỉ là các bạn để thi, để được điểm cao, để được cái giấy khen nọ, giấy khen kia, mà học văn còn là học cách làm người, học cách đối nhân xử thế nhá. Khi mà đi sâu vào những cái tác phẩm văn học thì chúng ta thấy được nhìn rất là nhiều những cái triết lý nhân sinh ấy.
mà các nhà văn nhà thơ muốn gửi gắm cho mình ấy. Và chúng ta khi mà chúng ta đi tìm hiểu sâu thì chúng ta thấy văn học nó hay lắm. Thế cho nên là chị luôn muốn gửi gắm, chị luôn muốn đưa tất cả những cái gì mà chị có thể hiểu, chị có thể biết để truyền đạt lại cho các bạn. Chị không giấu cái gì đâu. Chị biết là chị sẽ nói cho các em, chị biết là chị sẽ truyền đạt cho các em hết sức có thể để các em có thể làm sao ạ? Đạt kết quả cao nhất. Nhá, các bạn sẽ học cái môn văn này một cách tốt nhất. Đồng ý với chị không? Đúng rồi, ở trong cái khóa học này thì chúng mình chỉ học văn bản thôi nhá. Chỉ học văn bản văn học và chị sẽ dạy các bạn cái cách mà các bạn đi phân tích. Nhá, chị sẽ dạy các bạn đi phân tích văn bản. Còn về phần tiếng Việt và về phần tập làm văn thì chị nghĩ là ở trên lớp ấy các thầy cô sẽ dạy các bạn khá là kỹ rồi. Và khi mà chị tổng kết cái khóa học này thì chị sẽ nếu mà các bạn vẫn còn băn khoăn trong cái phần tiếng Việt này, phần tập làm văn này thì chị sẽ bổ sung thêm 1-2 buổi nữa để dạy các bạn, để hướng dẫn các bạn. Các bạn có đồng ý với chị thế không? Nhá. Ok, thế còn bây giờ là cái thời gian mà chị đã khai giảng cái lớp mình xong rồi đấy. Không biết là ở đây thì Phương Nhi và Ngọc Linh còn ở trong này xem chị nói không nhỉ? Phương Nhi ơi, Ngọc Linh ơi, hai em còn ở trong này không? Hai em còn ở trong đây không? Nếu mà hai bạn còn ở trong đây thì các bạn có thể lên tiếng với chị nhá. Các bạn có thể comment với chị nhá. Để ngay lập tức chị muốn là các bạn sẽ lập cho chị một cái nhóm chat cho lớp mình. Được không ạ? Các bạn sẽ lập cho chị một cái nhóm chat cho lớp mình và chúng ta sẽ cùng nhau vào đấy trao đổi. Chị em mình sẽ có thể vào đấy trò chuyện này, sẽ có thể vào đấy tâm sự và trao đổi với nhau về kiến thức ở môn văn, kem nhá. Được không nào? Ok. Chị hiện tại thì chị đang không thấy hai bạn ấy comment này. Ok, không sao đâu nhá. Sau cái buổi phát trực tiếp này thì chị sẽ cùng hai bạn sẽ lập ra một cái nhóm chat cho lớp mình để các bạn cùng vào đấy. Được không? Còn bây giờ thì không biết là các bạn còn có những cái câu hỏi nào muốn đặt ra cho chị không ạ? Các bạn còn những cái câu hỏi nào muốn đặt ra cho chị không? Chị vẫn ở đây và chị chờ những cái câu hỏi của các bạn để chị có thể giải đáp đấy. Nhá. Chị không hiểu là tại sao hiện tại và cũng mấy cái ngày gần đây là chị không thể nào mà chị đọc được những cái comment của các bạn khi mà chị đang phát trực tiếp ấy. Chị thường phải lấy một cái máy điện thoại khác để chị đọc nhưng mà nó vẫn không đầy đủ những cái comment của các bạn. Chị không hiểu là sao luôn. Ui thế à? Thế thì chắc là chị lại nhầm rồi đấy. Ngày 5 tháng 6 là ngày Chủ nhật à? Trời ơi, chị lại tính nhầm lịch à? Thế thì các bạn sửa lại cho chị nhá. Các bạn sửa lại cho chị một chút xíu này. Ngày 5 tháng 6 là vào ngày Chủ nhật. Vậy thì chúng mình sẽ bắt đầu học vào ngày 7 được không ạ? Ngày 7 tháng 6 là vào thứ ba. Chị xin lỗi các bạn nhá. Đấy, do chị tính nhầm lịch cho nên chị đã thông báo với các bạn là ngày 5 tháng 6 chúng mình sẽ học. Vậy thì các bạn sửa một xíu cho chị thôi. Để cho chị, bởi vì trước khi mà chúng ta học, chị sẽ đăng một cái bài, chị sẽ bảo các bạn là buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học đầu tiên chẳng hạn. Được không? Thì đấy, chị sẽ đăng trước cho các bạn để thông báo cho các bạn là chúng ta chuẩn bị phải học rồi đấy. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho chị nhá. Giúp chị này, các bạn sẽ giúp chị chuẩn bị cho chị cuốn sách giáo khoa. Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập 1. Rồi, tiếp đến này, một cuốn vở ghi chép. Nhá, một cuốn vở ghi chép. Được chưa ạ? Trong cái quá trình mà chúng ta học, các bạn đừng để điện thoại ở trước mặt rồi chỉ nghe thôi. Nghe thôi thì chúng ta chắc chắn không thể nhớ được đâu. Mà các bạn cần phải ghi chép. Kể cả các bạn ghi chép ngắn gọn đi chăng nữa cũng là ghi chép và ít ra là nó đã khắc sâu vào đầu của chúng ta một cái ấn tượng nào đó về cái tác phẩm ấy rồi. Được không ạ? Nếu mà chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không ghi lại thì các bạn sẽ không nắm được bài đâu. Thế cho nên là hãy chuẩn bị cho chị một cái cuốn vở ghi chép nhá. Và khi mà chúng ta học chắc chắn rồi, không thể nào mà thiếu cái cuốn sách giáo khoa ngữ văn được. Nếu mà các bạn không có sách giáo khoa ấy, thì các bạn sẽ không biết là cái tác phẩm ấy, các bạn không biết là cái đoạn trích ấy nó sẽ nêu ra cái nội dung gì, đâu là nội dung chính của văn bản này,
văn bản ấy có những cái nhân vật nào này, có những cái tình tiết, có những cái sự việc gì xảy ra này các bạn sẽ không thể biết đâu. Và trước khi mà các bạn vào học ấy, các bạn sẽ đọc trước cho chị nhá. Giúp chị đọc trước cái văn bản ấy để chúng ta hiểu hơn. Các bạn bước đầu các bạn hình dung ra được là cái văn bản ấy nó đang nói về cái gì và có những cái nhân vật ra sao rồi. Đồng ý với chị không? Được không? Nhá. À, cho em vào group với. Xíu nữa nhá, xíu nữa thì chị sẽ lập. Được không các em? Xíu nữa thì chị sẽ lập group nhá. Rồi, ok. Vậy thì ngày hôm nay thì chị đã cùng các bạn đấy, chị cũng đã cùng các bạn là khai giảng xong cái lớp. Cái lớp gì ạ? À? Lớp học văn miễn phí dành cho các bạn 2K9 ôn văn lớp 8. Và chị rất là hy vọng và chị rất là mong mỏi tất cả những cái bạn học sinh ngày hôm nay cùng chị học ở đây cũng như là các bạn vào sau, các em sẽ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng để đạt cái điểm số cao nhất khi mà chúng ta học cùng chị nhá. Được không? Các em có đồng ý với chị như thế không? Các bạn hãy để lại đây một cái lời quyết tâm cho chị nào. Các em sẽ để lại đây một cái lời quyết tâm là em quyết tâm. Để chị biết được là à, tất cả lớp chúng mình đã cùng nhau quyết tâm, cùng nhau nỗ lực thì chắc chắn rồi. Chị và các bạn sẽ cùng nhau chiến đấu. Được không ạ? Nhá, cùng nhau vượt biển để chinh phục được cái đại dương văn học. Đó, vậy thì các bạn hãy comment xuống đây cho chị một cái lời quyết tâm được không? Để cho nó có khí thế được không? À, khóa học có 10 buổi ạ? À? Không, khóa học sẽ là 16 buổi nhá. 16 buổi. Những cái buổi mà chị không có trong lộ trình này này là những cái buổi mà các bạn sẽ thực chiến đề. Ồ, chưa được phát sách à? Ơ, các bạn ơi, hiện tại thì các bạn đi học là các bạn vẫn được nhà trường phát sách à? Chứ không phải là các bạn tự mua à? Chị đang nghĩ là các bạn sẽ phải tự mua sách ấy. Chị sẽ nghĩ là các bạn phải tự mua. Cho nên chị mới bảo là các bạn chuẩn bị cho chị một cái cuốn sách giáo khoa ngữ văn 8. Đó. Rồi, chị thấy được Nguyễn Hân quyết tâm rồi này, chị thấy được Nguyễn Phạm quyết tâm rồi này. Cố lên các em ơi. Cố lên nhá, tất cả chúng mình cùng phải cố gắng. Cố gắng thật nhiều thì thành quả của chúng ta sẽ đến thôi. Được không? Lúc ấy lại mấy đứa cùng nhắn tin khoe chị là chị ơi em được 8 môn văn rồi, chị ơi em được 8 năm, chị ơi em được 9. Cái cảm giác lúc đó vui sướng biết bao. Học sinh của mình được những cái điểm số khá là cao như vậy ấy. Các bạn cũng vui mà chị cũng vui. Đấy, chị vui 1 thì các bạn phải vui 10 bởi vì mình đã nỗ lực rồi mà. Đúng không? Đúng không nhỉ? Đó, rồi ok, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã cùng vào đây để xem chị phổ biến cái nội quy của lớp chúng mình. Đó, à chị thấy cả Thanh Hoa quyết tâm rồi này, cảm ơn em nhá. Cố lên các em ơi, cố lên các bạn. Rồi, ngày hôm nay thì chị cảm thấy khá là vui vì lớp chúng mình cũng vào đây khá là nhiều. Các bạn cũng tương tác nhiệt tình với chị, dành cho chị những cái lời khen, lời động viên để chị có nhiều hơn cái năng lượng để truyền tải đến các bạn những cái kiến thức sâu rộng liên quan đến môn văn lớp 8. Thì chị không biết nói những cái lời gì ngoài cái lời cảm ơn các bạn. Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đấy. Cảm ơn các em nhá, vì đã tiếp thêm cho chị những cái động lực để chị có cho mình một cái động lực đấy nhiều hơn mỗi ngày để chị có thể là sao ạ, soạn bài cho các bạn này, dành thật nhiều cái tâm huyết vào những cái bài giảng cho các bạn sau này. Cảm ơn các em nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ cùng các bạn đi vào trong nhóm chat của lớp chúng ta để chúng ta cùng nhau bàn bạc, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu về bản thân mình. Được không? Chị sẽ xin phép là tạm dừng cái phần phát trực tiếp của mình ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong ngày 7 tháng 6. Được không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong ngày 7 tháng 6 để chúng mình cùng nhau bắt đầu một cái hành trình chinh phục môn văn lớp 8 với bài đầu tiên, đó chính là văn bản Tôi đi học. Các em có đồng ý với chị như vậy không ạ? Các em có đồng ý với chị như vậy không? Nhớ. Đấy. Thế thì rất là hy vọng các bạn sẽ có thể là rủ thêm bạn bè của mình vào trong nhóm này để học này, để có thêm cho mình nhiều kiến thức hơn này. Nhớ. Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ xin phép là tạm dừng cái phần phát trực tiếp của chị tại đây. Nếu bạn nào có những cái câu hỏi, nếu bạn nào có những cái băn khoăn, có những cái thắc mắc gì liên quan đến môn ngữ văn, cũng như là vẫn còn bỡ ngỡ khi mà em chuẩn bị lên lớp 8 thì có thể nhắn tin cho chị nhá. Hoàn toàn có thể nhắn tin cho chị và chị sẽ lập một cái nhóm chat cho các bạn để các bạn học. Được không nhở?
Được không? Ok nhá. Chúc các bạn sẽ có một cái buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Xíu nữa thì lớp chúng mình sẽ ngủ thật ngon các em nhá. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.